góc nhiều. Kiểu á, đúng rồi á. Về đây hoài hậu quên đi. Không kéo được kia vương đồ vương cát rồi đâu. Hôm qua đây một tí nữa này. Qua kia nữa đi. Hả? Qua đây một tí nữa bên kia nó vướng cái điều thôi phải không? Chặt đi, chặt đi. Hả? Chặt đi. Không. Kéo qua kia đi. Kéo qua này đi. Rồi. Rồi, lật lên. Cầm miếng trên đây này. Rồi, đúng rồi. Mà hai người vào giữa mới được ấy. Đúng rồi. Sao lại không đi dây? Đi dây là có dây đâu mà đi. Trời ơi, nhà thứ ta. Nó làm gì có dây đi làm đâu. Chẳng lẽ đi dây công ty à? Đi công ty rồi tháng mới dập được lần. Từ từ đó, để tháo ấy đó, để cát vào trong uống ngồi. Đấy, con đi dép, con bị dép, cát vào đâu. Ôi. Lấy thế này à? Dạ, dạ, dạ. Để ta nước lên ơi. À, lấy nước lên. Mình lấp lấp qua có bên đây từ đây bên này mình qua đây chú này đứng chú này đứng chú này à đứng chú này nó té sát này té sát à lên lật ra phá nữa. Là tấm gì à? 9 triệu mấy á. Rồi. Mấy cái còn 20 triệu. Bây giờ cầm cái này ra một phát nữa mới ra được. Ờ phát nữa. Ôi giời ơi. Không lôi lôi về tán đi. Vướng cây rồi. Tán ơi, hả? Phải hướng này rồi. Cái gì? Không phải phía này rồi. Sao? Này thả xuống là chỉ có lòng lòng thôi. Rồi. Đúng rồi. Chiều này là chiều ngang này. Chiều ngang mẹ rồi. Chiều dài bây giờ phải đảo. Không, còn bây giờ không? Muốn đảo thì phải cầm 14 mét đúng không? Ừ. Đúng rồi, 14 mét. Chiều này là chiều ngang. Chiều này bây chiều... giờ là cầm đầu này. Cầm được kéo 30 kia luôn. Không. Cầm cái đầu này này, mua súng lại kéo sang kia. Đúng không? Xoay kia hả? Rồi, xoay kia ớ. Đúng rồi. À xoay qua trên bờ này. Quay qua trên bờ bên kia. Xoay bờ này. Đây. Có túm vào đầu này ơ. Đâu? Bên bên dưới hay bên trên? Bây giờ xoay cầm bên trên này mới được là. Cầm cả luôn. Cầm cả xong mình mới mở ra. Còn lâu mới mở được. Không. Lát nữa mình cầm cái tấm này là mình kéo sang bên kia luôn. Cứ đứng trên bờ kéo thôi. Không, ý là phải cầm miếng này thôi chứ. Anh tính lại dỡ lại trên này á hả? Trên này em phải chặt mặt cái mặt điều. Mặt này chín hả anh? Hả? Hay là mặt nào cũng được? Mặt nào cũng được. Mặt nào cũng được rồi nhưng mà ở trên này em phải chặt cái điều á. Dài lắm. Thế rồi nhưng mà bây giờ phải xoay kiểu gì mới được chứ. Nó bảo xoay qua trên bờ chứ là lột ra luôn. Không, bây giờ kéo cái phần này nè. Lấy dây này về cột hết góc vào cầm. Ba. Nó có tí à. Đúng là để lấy nước đo cái nắp anh Toán ơi. Thiếu quá, sâu lắm anh Toán à.
con. Ờ, anh. Sâu lắm á, cái này chỉ về là sâu 1 mét là đúng không? Ờ, dưới, chứ đừng có cho chuột trước để đo lại đó. Này chắc phải người... Anh ta kéo căng cái đấy để cho lên đó. Trước hết ra đây hồi dứa kéo cái dứa lên. Kéo 1 mét. Cho nó bằng lên, cắm vô.